Điều nữ sinh năm 2008 hai cha con cùng nhau yêu. Sập bấy thầy phong thủy, người phụ nữ mất hàng tỷ đồng. Công an Quảng Ninh bắt đối tượng truy nã nguy hiểm sau 26 năm lần trốn. Thêm hai trường hợp nhiễm khuẩn Waymo ở Thanh Hóa. Năm bất ngờ từ Đảng Dân Chủ trong cuộc chạy đua vào Hạ Việt Mỹ. Xin chào quý vị và các bạn. Quay trở lại theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thông tin mở đầu bản tin ngày hôm nay là một vụ việc cho thấy sự suy đồi đạo đức gây chấn động tỉnh Bình Dương. Câu chuyện kéo dài nhiều tháng qua khi người cha cùng người con trai thứ đã thay nhau làm chuyện người lớn với người yêu của người con trai cả khi cô gái về sống chung với gia đình. Điều đáng nói, cô gái này mới chỉ sinh năm 2008. Ngày 11 tháng 11, công an huyện Dầu Tiếng Bình Dương cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1971 và Nguyễn Tuấn Đạt sinh năm 1999 con ruột Lâm cùng ngụ tại huyện Dương Minh Châu Tây Ninh theo điều tra của cơ quan công an vào tháng 6 năm 2022 bé gái LCV sinh năm 2008 quen biết với Nguyễn Thanh Tuấn sinh năm 1995 quê Tây Ninh ngụ tại huyện dầu tiếng tỉnh Bình Dương qua mạng xã hội sau đó về được Tuấn dẫn về nhà chơi một thời gian sau, V xin được về khu vực lán trại của gia đình Tuấn trong nông trường cao su ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng để ở, do buồn chuyện gia đình thì được đồng ý. Trong thời gian sinh sống tại đây, Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1971, cha của Tuấn đã nhiều lần quan hệ với V. Tiếp đó, đến tháng 10 năm 2022, em cha của Tuấn là Nguyễn Tuấn Đạt, nghề nghiệp công nhân, đi làm xa về thăm cha mẹ, gặp V thì phát sinh tình cảm. Cả hai sau đó đã làm chuyện người lớn nhiều lần với nhau. Đến ngày 4 tháng 11, về đem chuyện quan hệ cùng cha con Lâm đạt kể với nhiều người khác ở các lán trại trong lô cao su và được mọi người đưa đến cơ quan công an trình báo. Sau khi xác minh thông tin, cơ quan công an đã bắt giữ Lâm đạt. cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thưa quý vị, hành vi quan hệ với người chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu trong dư luận, khiến cho các bậc cha mẹ lo lắng về sự phát triển tâm sinh lý của con trẻ đang trong độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Hành vi trên cần xem xét trừng trị một cách thích đáng để lấy đó làm bài học cảnh tình cho những đối tượng vì dục vọng cá nhân mà coi thường pháp luật, thực hiện hành vi trái luân thường đạo lý. Thưa quý vị, hiện nay, những đối tượng xấu lợi dụng lòng tin sùng bái phong thủy của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang xảy ra ngày càng nhiều. Mới đây, chỉ vì mù quáng tin vào lời thầy bói phong thủy dởm, một người phụ nữ ở Huế đã bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Ngày 11 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hữu Sĩ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tài khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Theo điều tra của công an, vào tháng 3 năm 2022, trong lúc cùng bạn đi du lịch ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chị T gặp sĩ. Khi đó sĩ tự giới thiệu là thầy phong thủy và mời chào chị T mua một viên đá màu xanh nhỏ với lời giới thiệu đá có năng lượng tâm linh, thu nạp tài lộc. Chị T đồng ý mua rồi chuyển khoản cho sĩ số tiền 6,2 triệu đồng. Nhận thấy chị Tê là người sùng bái phong thủy nên sĩ nảy sinh lòng tham, tiếp tục lừa chị Tê mua thêm đá phong thủy để bàn làm việc giúp công việc cuộc sống được suôn sẻ. Chị Tê tin tưởng nên mua tiếp và chuyển cho sĩ 23,3 triệu đồng. Thời gian sau đó, sĩ tiếp tục liên lạc với chị Tê qua điện thoại, bịa ra câu chuyện nằm mơ gặp 8 vị đi cùng chuyến xe vào tìm gặp, trong đó có ông ngoại, cậu ruột và bà cô của chị Tê mong muốn đầu thai và phải chôn trấn trạch tại nhà chị T đang ở. Nếu không lâu dài sẽ mang tai họa, người nhà sẽ gặp chuyện. Tin lời thầy Phong Thủy Dờm, chị T lo lắng nên mời sĩ ra Huế để cúng trấn yểm ở nhà của mình tại thành phố Huế. Cuối tháng 3 năm 2022, sĩ ra nhà chị T ở Huế cúng và giả như bị người khác nhập vào, đưa ra các yêu cầu phải lo cúng chấn trạch để chị T phải chuyển khoản tiền cho sĩ, mua các vật phẩm. Trong thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022, sĩ tiếp tục yêu cầu chị T truyền tiền để lo việc thờ cúng, xây lăng, trừ tà, theo sự chỉ dẫn của sĩ. Trên thực tế, sĩ đã lừa dối chị T mua một số đồ vật bình thường như cục đá, nước tắm, tượng quan thế âm Bồ Tát, ông thần tài có giá trị thấp. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, võ hữu sĩ khai nhận không làm việc gì liên quan đến cúng phong thủy. Từ trước đến nay không nhận cúng phong thủy cho ai khác, nhưng do lòng tham, sĩ đã lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị T, bịa ra nhiều lý do buộc chị T phải mua đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền rất lớn trên 2,4 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân. Từ sự việc trên ta có thể nhận thấy, hành vi lợi dụng lòng tin, sự mù quáng của nạn nhân về phong thủy để chiếm đoạt tài sản, những đối tượng như Võ Văn Sĩ là đáng bị đưa ra pháp luật xử lý. Hy vọng cơ quan chức năng có chế tài xử lý nghiêm minh, có sức săn đe để sự việc tương tự không xảy ra. Thưa quý vị, tưởng rằng với tin đồn trốn sang Trung Quốc của gia đình, đối tượng sẽ được thoát tội, tổ chức khai thác than lậu, khiến một công nhân tử vong. Ngỡ thời gian sẽ lắng quên, thế nhưng lưới trời lồng lộng, sau 26 năm nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, ông Hùng, 65 tuổi, đăng ký thường trú ở phường Cầm Trung, thành phố Cẩm Phà, đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Theo Công an, năm 1996, đối tượng Nguyễn Văn Hùng thuê anh Lê Văn Toàn, sinh năm 1971, ở xã Việt Hùng, huyện Nam Ninh, tỉnh Hà Nam, khai thác than trái phép tại khu vực Vỉa Chín, thuộc xí nghiệp Than Cầm Phà. Trong quá trình quốc lò, anh Lê Văn Toàn bị ngạt khí độc và tử vong. Ngày 12 tháng 7 năm 1996, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quyết định khởi tố bị can đối với ông Hùng về tội danh nêu trên. Tuy nhiên bị can Hùng bỏ trốn nên công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã và tổ chức lực lượng xác minh, tìm kiếm tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nhưng không đạt kết quả. Đáng chú ý, gia đình Nguyễn Văn Hùng có tung tin giả là bị can đã bỏ trốn sang Trung Quốc để đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong việc xác minh truy bắt. Sau 26 năm nhở nhơ ngoài vòng pháp luật, ngày 7 tháng 11, Hùng bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Theo công an, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Nguyễn Văn Hùng còn có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 1975 và năm 1977. Thời gian qua, tình trạng khan hiếm xăng dầu đang gây xôn xao dư luận, không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn khiến người dân vùng cao phải khốn đốn khi đi vài chục đến hàng trăm km từ huyện lên thành phố để tìm mua xăng dầu đổ vào can để duy trì sản xuất. Mới đây, theo chia sẻ của các tài xế xe khách và xe buýt nội tỉnh Sơn La, nhiều lái xe phải hủy chuyến vì không mua được dầu. Gần một tuần nay, nhiều lái xe thuộc công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La phải hủy chuyến vì lý do không mua được dầu. Anh Vũ Hữu Tuấn, một lái xe cho biết, trước đây mỗi ngày trên tuyến Sơn La, Phù Yên, chúng tôi duy trì 8 đến 9 tuyến. Tuy nhiên gần đây do xăng dầu khan hiếm nên anh em phải giảm còn 50% số tuyến. Nhiều lái xe khác cũng chia sẻ, mặc dù biết nghỉ chạy sẽ mất khách, mất thu nhập, nhưng thiếu xăng dầu nên không còn cách nào khác. Qua tìm hiểu, hiện nay ở Sơn La đang là thời gian cao điểm thu hoạch các loại nông sản như ngô, sắn, cà phê. Cũng là thời gian để nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản. Do đó, nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn tăng vào khoảng 400 đến 450 mét khối một ngày. Trong khi đó, nhu cầu cấp dầu chỉ đáp ứng được 45% và 70% đối với xăng. Anh Cà Văn Quân ở bản Nà Kẹ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu chia sẻ, Mỗi cây người ta chỉ cho đồ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng để đi đường thôi, khó khăn cho nghề vận tài lắm. Chưa kể thời gian chờ xếp hàng mua xăng dầu quá lâu, nhiều lúc cũng bị nhỡ hàng, chậm chuyến. Anh Trần Thanh Hải, 35 tuổi, nhân viên Petrolimex cửa hàng 212 cho hay, từ đầu tháng 11 đến nay, lượng khách đổ về tăng đột biến. Chúng tôi phải làm việc liên tục từ 5 giờ 30 đến 11 giờ 30 không nghỉ, sau đó tăng ca thêm 5-6 tiếng, gần gấp đôi ngày thường. Theo anh Hải, không chỉ người dân trên địa bàn thành phố đến mua, mà khách hàng tại các huyện lân cận như Mai Sơn, Thuận Châu, thậm chí xa hơn như Sông Mã, cũng dồn về để mua xăng dầu, vì các cây xăng tư nhân không bán hàng, hoặc có bán thì khống chế số tiền được mua. Anh Hải tâm sự, do lượng khách đông, nhiều người phải chờ lâu nên có những lời lệ bức xúc khiến chúng tôi rất áp lực. Tuy nhiên với trách nhiệm của mình, chúng tôi đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu, chia sẻ với cửa hàng trong thời buổi nguồn cung xăng dầu khan hiếm. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam cân đối bố trí xăng dầu cho địa phương. Để khắc phục tình trạng khan hiếm xăng dầu, Sở Công Thương tỉnh Sơn La cũng đề nghị chi nhánh xăng dầu Sơn La điều tiết cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh và tăng thời gian bán hàng tại các cửa hàng để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin y tế đáng chú ý. Vừa qua, theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Bệnh viện Nhi Trung ương và Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm đã có báo cáo ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh trong đó có hai trường hợp mới là trẻ em tại thị xã Nghi Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Đáng chú ý, có một em bé suy tạng, phải thở máy, chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương và của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm, vừa ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh quay mò, một loại vi khuẩn sống trong đất, nước, bị nhiễm khuẩn gây ra. Trong đó có hai trường hợp là trẻ em tại thị xã Nghi Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, và một trường hợp là người lớn tại huyện Cờ Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắc. Đây tuy là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao. Điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển nên có thể tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh quay mò. Các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn hoặc trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, làm sạch hoàn toàn vết rách da, trời xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín uống chín. Trong ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022, Cục Y tế dự phòng đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh quay mò, bệnh Melioidosis, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ và các đối tượng nguy cơ cao để phát hiện sớm các trường hợp mắc và xử lý điều trị trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các vùng nguy cơ cao đã có bệnh nhân mắc bệnh quay mò. Trong thời gian gần đây, tại một số địa phương có các trường hợp mắc bệnh Oyamor và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận thêm ở nhiều địa phương nhất là tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm, là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi phát triển. Vì vậy, trách nhiệm của mỗi người dân là cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường, nơi ăn trốn ở, giữ gìn cho chính bản thân và gia đình mình. Chuyển sang những tin tức quốc tế với tâm điểm lúc này chính là những vấn đề xoay quanh cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Không giống như những dự đoán ban đầu trước khi cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra, chúng ta đã không thấy được làn sóng đỏ. Các ứng cử viên đảng Dân Chủ đã chạy đua tranh cử tại Hạ viện tốt hơn dự kiến nhất là ở các bang chiến địa. Dù cơ hội giữ lại quyền kiểm soát lưỡng đảng giảm đi đáng kể, các nỗ lực của phe dân chủ phần nào đã ngăn chặn được đà tiến của Đảng Cộng hòa. Vậy điều gì đã làm nên chiến tích đáng nể này cho Đảng dân chủ? Chúng ta sẽ cùng điểm lại 5 điểm bất ngờ từ Đảng dân chủ trong cuộc chạy đua vào Hạ viện Mỹ. Thứ nhất, các hạ nghị sĩ đương nhiệm của Đảng dân chủ đã thắng thế trong những cuộc tái tranh cử ở các bang như Virginia, Indiana và Michigan một số hạ nghị sĩ đã giành chiến thắng và tiến tới nhiệm kỳ thứ ba tại bang Virginia và bang Michigan. Hai là, thế đa số trong cuộc đua tại Hạ viện đã thu hẹp đáng kể so với dự kiến. Trước ngày bầu cử mùng 8 tháng 11, các đảng viên Cộng hòa được dự báo rằng sẽ thấy một làn sóng đỏ trong Hạ viện. Tuy nhiên, kết quả bầu cử cho thấy biểu độ chênh lệch giữa hai đảng không lớn đến vậy. Chiến thắng của các ứng cử viên dân chủ tại khu vực Quốc hội Nam Texas là bất ngờ thứ ba trong cuộc bầu cử năm nay. Các hạ nghị sĩ đương nhiệm của đảng này là Vicente Gonzalez và Henry Cuella, từng bị đánh giá thấp hơn, đã giữ được ghế trước các đối thủ từ Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Gonzalez đã chiến thắng tại khu vực Quốc hội số 34 của Texas trước hạ nghị sĩ đương nhiệm Myra Flores của Đảng Cộng Hòa. Thất bại của bà Flores là đòn giáng mạnh vào các đảng viên Cộng Hòa, những người tin rằng họ đang chiếm thế thượng phong tại khu vực này. Bốn là Đảng Dân Chủ cũng đang làm tốt hơn kỳ vọng trong những cuộc đua ở các vị trí không có các ứng cử viên là những nghị sĩ đương nhiệm. Ngoài chiến thắng của ứng cử viên Seth Magaziner trước đối thủ Alan Fung của Đảng Cộng Hòa tại khu vực Quốc hội số 2 của tiểu bang Rhode Island. Luật sư bào chữa tội phạm của Đảng Dân Chủ, Wale Niken, đã đánh bại cựu cầu thủ bóng đá Đại học Bohins của Đảng Cộng Hòa ở khu vực Quốc hội số 13 của bang North Carolina. Tại khu vực Quốc hội số 17 của tiểu bang Pennsylvania, vốn đang bỏ trống sau khi hạ nghị sĩ dân chủ Conor Lam quyết định chuyển sang tranh cử tại Thượng viện, luật sư về quyền biểu quyết và cựu chiến binh chiến tranh tại Iraq là Chris Deluzio cũng giành chiến thắng trước ứng cử viên Jeremy Saffer của Đảng Cộng Hòa. Thứ năm, một số nghị sĩ đương nhiệm của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, vốn được đánh giá là an toàn trong cuộc bầu cử lần này, bất ngờ gặp thất bại nặng nề. Về phía Đảng Cộng Hòa, hạ nghị sĩ Steve Chabot, người đã phục vụ tại Hạ viện liên tục trong hơn 20 năm, đã phải chịu một cú sốc khi mất khu vực Quốc hội số 1 của Ohio và tay Đảng viên Dân Chủ Greg Lansman. Đây là lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, nước Mỹ chứng kiến một chủ tịch nhóm vận động tranh cử của một đảng gặp thất bại. Theo giải thích của một số đảng viên dân chủ, kết quả trên là do ông Maloney đã quyết định tranh cử ở khu vực Quốc hội số 17 thay vì khu vực số 18 mà hạ nghị sĩ này đang đại diện. Trong phần cuối của bản tin, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý trong đêm nay và dạng sáng mai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ tại thủ đô trong ngày sẽ có đôi chút biến động về nhiệt độ. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Miền Trung mưa giảm dần. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 11 tháng 11, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa to đến mưa rất to, lượng mưa trong 6 giờ qua, tính từ 19 giờ ngày 11 tháng 11 đến 1 giờ ngày 12 tháng 11, phổ biến từ 40 đến 80 mm. Có nơi lớn hơn như Đông Hà Quảng Trị, 88 mm. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần nên trong sáng nay 12 tháng 11, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 40 mm, sau mưa giảm dần. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12 tháng 11. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía tây bắc bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía đông bắc bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3 sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi từ 14 đến 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, phía nam có nơi trên 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, ngày có mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ C, có nơi trên 28 độ C, phía Nam từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.